Suy niệm Chủ nhật thứ năm mùa chay năm C Bài của Linh Một Joseph tại Duy Tuyền Ước gì đám đông biết nghe theo tiếng Chúa Trong ca khúc Yêu nhau ghét nhau Của nhạc sĩ Phi Nhật Tảo có nhắc đến hai từ ném đá Thật đời thường như sau Yêu nhau kéo áo đắp chung Ghét nhau nắng giải mưa dầm mặt nhau Yêu nhau con mắt liếc qua Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra Ném đá theo nghĩa đen là cầm đá ném vỡ đầu nhau ra Ném đá theo nghĩa bóng còn là vận động đám đông để công kích người mình ghét Đây là loại ném đá giấu tay Đây là hành vi thường không quang minh chính đại Tiểu nhân muốn hãm hại người khác nhưng lại giấu mặt Vẫn tỏ vẻ không liên quan nhưng lại kích động đám đông cùng loạn Để ném đá người mình không ưa Ngày nay người ta sợ những hòn đá vật lý một thì người ta cũng sợ những hòn đá truyền thông mười chỉ cần một động tác nhẹ nhàng qua bàn phím đã có thể sát hại uy tín tinh thần và cả thể xác người bị ném đá với sự chứng kiến thậm chí tham gia cùng ném đá của hàng ngàn hàng vạn người trên khắp thế giới đám đông này thường là thiếu hiểu biết thiếu lý luận nên gọi là dư luận viên họ dẫn dắt dư luận theo ý họ và sẵn sàng thoá mạ những ai khác quan điểm với họ Câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình có thể đi đến một án mạng vì bị đám đông cuồng loạn. Đám đông ấy đầy nổ khí đã dẫn người phụ nữ đến trước mặt Chúa Giêsu. Họ muốn Chúa Giêsu đứng về phía đám đông để ném đá người phụ nữ mà họ đang lan truyền bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Nhưng Giêsu với lời thách thức lương tâm của từng người chứ không phải của đám đông. Ai không phạm tội thì hãy ném đá người này đi Rất may, những người hôm đó đã nhìn ra sự thật Để dám buông bỏ hòn đá Lương tâm đã không cho phép họ ném đá người tội lỗi Nhưng phải từ bi, tha thứ để cho nhau cơ hội Làm lại cuộc đời và sửa đổi, chuộc lại lỗi lầm Ở đây chúng ta thấy trái tim đầy nhân ái nơi Chúa Giêsu, Ngài không hùa theo đám đông để kết án Dù rằng tội người đàn bà này theo đám đông là rõ mười mươi nhưng đám đông không là chân lý chân lý cần kiểm chứng chân lý cần sáng tỏ chứ không chỉ nghe mà hùa theo đám đông chúa giêsu đã chất vấn lương tâm từng người một để rồi đám đông ấy lần lượt bỏ đi vì ai nên khôn mà không dạy một lần cuối cùng chỉ còn lại một mình tội nhân với chúa chúa không kết án mà còn mở ra cho chị một con đường mới con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Câu chuyện hùa theo đám đông để kết án lẫn nhau dường như vẫn xảy ra trong thế giới chúng ta. Những cuộc ném đá nhau trên không gian mạng ngày một ác liệt hơn. Người ta có thể dùng những từ nặng nề nhất để thoá mạ nhau. Kẻ ném đá dấu tay thường nêu cao chính nghĩa để lầu kêu đám đông triệt hạ người mà họ từng yêu nay lại ghét. Có khi vì gato có khi vì lợi ích nhóm mà tìm cách ném đá lẫn nhau Ước gì những đắng đông ấy hãy biết dừng lại để chất vấn lương tâm Tôi ném đá anh em sẽ mang lại cho tôi điều gì Hãy suy nghĩ để rồi từng người một đều nhận ra thân phận mỏng giòn của mình Mà buông hòn đá xuống Hãy sống hòa giải và tha thứ thay cho nuôi dưỡng hận thù Hãy học nơi Chúa Giêsu. Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ Vâng, chỉ có lòng nhân từ mới mang lại sự sống bình an và hạnh phúc xin chúa cho chúng ta biết sám hối và từ nay đừng phạm tội nữa amen bài của linh mục joseph tại Duy tuyền